Dạ em xin chào mọi người, hôm nay em giao lưu với mọi người lô này là bông trang. Bông trang ha, trang hồng phấn, hồng, lá nhỏ. Hồng phấn nha các anh em, rồi trang đỏ lá nhỏ, trang vàng lá nhỏ luôn ha. Cây một cốt. Củ đế bự bự không ha, giá rẻ luôn. Ngày lô đầu tiên là cây hồng phấn lá nhỏ. Mã số W1. W1 nghe anh em. Tại nhiều mã số quá, giờ em đọc mã số lạ lạ cho anh em nhớ ha. W1. Vậy thôi anh em ơi. Cây hồng phấn ha. Rồi cái hoành của nó là 16 nè. Đó, cây khá là khủng nha. Một cốt ở đây ha. 16 hoành. Chiều cao nó là 40. Đường kính bầu của nó là 15. Mấy này đường kính bầu thì cỡ một thôi nha mọi người. 15 16 đây ha. Ừ. Cây một cốt ha. Dạ của nó. Mã số W1 400.000 em bao ship. Đó, chỉ 400.000 bao ship anh em ơi. W2. Hồng phấn anh em. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 36. Rồi đường kính bầu khoảng 15. Rồi mã số này là mã số W2 300.000 em bao ship. Rồi W3. Hoành nó là 14. Chiều cao nó là 29. W3 300.000 em bao ship. W4. Nhà trang hồng phấn nha anh em, hồng phấn lá nhỏ ha. Mấy cây này đế dữ dữ không nha anh em. Hoành 12.5. 12. Chiều cao nó 37. Mã số này là W4 350.000 em bao ship. Rồi W5. Ôi cây một cốt bự cành kỳ luôn nha anh em. Đó. Đây là trang hồng phấn ha. Trang hồng phấn lá nhỏ nha anh em. Hoành nó 14. Chiều cao của nó là 33. Tiến quá trời đế luôn. Mã số này là W5. Giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. W6. Cây một cốt không nghe anh em. Đế quá trời đế luôn. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 35. W6 400.000 em bao ship. Này nhìn hình dung nhìn em cái chai ha. W7. Cái này thì có cái nhánh này dính vô đây nè, em đòi dính luôn ha. Đây nó bị chặt vô chúng nó chạy nè. Nó mấy cọng đế đây nó bị chạy nè. Hoành đây 15 này, nó dính cái cây này vô luôn nha mọi người. Chiều cao đó là 27. Rồi mã số này là mã số W7 300.000 em bao ship. W8. Quá khủng cây bự anh em ơi. Trang hồng phấn lá nhỏ nghe anh em. Này một cốt hết ha. Hoành nó 15. Chiều cao nó là 30. Rồi cây này W8 350.000 em bao ship luôn. W9 cây này có đế nè. Hồng phấn lá nhỏ nha. Hoành đây là 14. Chiều cao nó là 28. Mã số này là W9 400.000 em bao ship. W10. Hoành nó 13. Chiều cao nó là 26. Cái này đế khủng luôn anh em. Này chặt chúng vô nha mọi người. Đế mà đế khủng luôn nè. Rồi mã số này là mã số W10 400.000. Mã số này là W11. Hồng phấn nó nhỏ anh em. Quá trời cái cũ luôn. Hoành đây là 14. Chiều cao là 38. W11 400.000 luôn em bao ship. W12 nó tàn nè. Hoành 12.
cao nó là 33. W12 350.000. W13 đế này ha. Đế quá trời, đế một cục luôn anh em ơi. Mini ha, chiều cao là hơn gang tay thôi. Okay. Mấy này tại em cắt thành ngắn á. Một cục đế luôn. W13. Hoành nó là 12. Chiều cao nó là 26. W13 400.000 em bao ship. Rồi tới trang đỏ lá nhỏ nghe anh em. Đó, cái này. Đỏ lá nhỏ. Cái này trang đỏ lá nhỏ ha. W14 trang đỏ lá nhỏ. Cái này thì nó lên nhiều nhánh à. Mà dính nhau cục dưới nha. Nha nè, em đo toàn cái này luôn ha. Tổng luôn ha. Tổng ra 19. 19 hoành. Nhìn em cái keo ha. Chiều cao nó là 30. Cái màu đất nó khoảng 15 16 hết nha mọi người. W14 400.000 em bao ship. 400.000. W15 cũng trang đỏ lá nhỏ nghe em. Mã số em có báo cây hết nha mọi người. Này là trang đỏ lá nhỏ. Này trang đỏ lá nhỏ W15. Ở đây hoành tổng dưới đây là 16 này ha. Chiều cao đó là 33. Này đường kính bầu 19. Rồi W này là W15 400.000 em bao ship. W16. Trang về trang đỏ nó nhỏ luôn nghe nè. Này nó dính chùm nhau luôn nghe, một cục dưới đó luôn á. Này ha, này đo nguyên chùm luôn ha. Dính một cục. Này để dưới đó nó gời ra thì em không có đo. Nào dính đây là 18. Đây 19 luôn. Tổng của nó. Chiều cao nó là 31. Rồi quay quay. Rồi W16 450.000 bao ship. Quá cũng cũng đầy luôn anh em ơi. W17 là cái này nó ra lá đẹp lắm nè. Cũng là trang đỏ nó nhỏ nghe anh em. Cái này là đo tổng luôn. Tổng nó là 20. Chiều cao nó là 20 luôn. Này là em đo tổng ha. Còn một cái thân của nó là nhỏ thôi nha mọi người, một thân chỉ 7 thôi. 6 mấy 7 thôi. W17 350.000. 350.000. W18 này là trang đỏ lá nhỏ. Trang đỏ lá nhỏ. Cái này trang vàng anh em. Cái W18 là trang vàng. W18. Chỉ có 3 cây trang vàng phía sau thôi. W18 là trang vàng ha. À, W18 trang vàng lá nhỏ. Quanh nó là 15. Chiều cao của nó là 28. Em đo quanh là tú dưới đây ha, trên mặt bầu một chút thôi. Rồi W18 300.000 em bao ship. Rồi W19 cũng trang vàng lá nhỏ luôn anh em ơi. W19 hoành đây là 13,5. Chiều cao của nó là 29. Rồi W19 giao lưu với mọi người 400.000 trang vàng lá nhỏ. W20 cũng trang vàng lá nhỏ nghe anh em. Quá trời khủng luôn. Cái này nó bị chày báo cây này là trang vàng lá nhỏ nha mọi người. Quá trời củ bự rồi nè. Quạnh đây 15. Chiều cao nó là 34. Đường kính bầu nó là 16. Trang vàng mà củ như này là quá rẻ luôn anh em ơi. Chạy đây ha. W20 400.000. Ờ, mã số W20 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn mọi người đã xem không? Mọi người có số điện thoại là 0788